Dịch giả, HT, Thích Thiện Hoa In lần thứ 2 1962, Hương Đạo xuất bản Ban Hoàng Pháp Phật Giáo Nam Việt Chủ Trương Duy thức học tập y, duy thức phương tiện đàm Quyển thượng Tác giả, Đường Đại Viên Dịch giả, Thích Thiện Hoa Lời của dịch giả Các kinh sách trong Đạo Phật có chia làm 10 tôn, mà duy thức tôn là một duy thức tôn là một môn học phân tích về hành tướng của tâm lý hay nhất mà cũng là khó nhất khó vì rất nhiều danh từ lạ và phân tích hành tướng của tâm lý rất tinh tế hơn nữa nó nói lên những việc mà chúng ta chưa quen nghe đến ngoài ra nó còn khó vì văn chương khúc chiết lời lẽ quá tắt gọn có những câu không biết bao nhiêu nghĩa vì vậy mà người học khó thâm nhập xưa nay các nhà nghiên cứu ai cũng lắc đầu về môn duy thức này chúng tôi dịch ra đây không phải vì độc giả mà dành riêng cho những hàng học giả. Nghĩa là, phải người cố tâm nghiên cứu tìm học mới hiểu được môn này, chớ như người chỉ đọc xung qua thì khó mà lãnh hội. Các sách vở về duy thức rất nhiều, muốn dễ dàng cho học giả, cố nhiên trước hết phải từ cửa ngõ rồi mới vào nhà, từ nơi phương tiện mới đến chỗ chân thật. Như lời cổ nhân dạy, muốn đi xa phải do nơi gần, muốn lên cao phải từ nơi thấp. Vì thế, nên trước hết chúng tôi dịch quyển duy thức phương tiện đàm của ông Đường Đại Viên là một nhà học giả ở Trung Hoa đã nhiều năm nghiên cứu biên thâm về Phật Pháp. Ông có biên ra nhiều loại sách về duy thức, mà duy thức phương tiện đàm là một quyển sách rất dễ hiểu cho người mới học. Vì văn chương bình dị, lối trình bày có lớp lan và khoa học, lại dùng những tỷ dụ thông thường rất đại chúng. Song chúng ta cũng nên nhớ, duy thức học là một môn học rất khó. Ông Đường Đại Viên vì muốn cho người dễ hiểu, nên mới phương tiện trình bày đã nói phương tiện thì chúng ta không nên chấp là chân thật. Chúng tôi dịch loại duy thức này vì muốn cho người dễ hiểu, nên không hoàn toàn dịch sát theo văn chữ Hán nghĩa là có đoạn chúng tôi dịch đúng theo văn, mà cũng có đoạn dịch theo ý, cốt yếu làm sao cho xuôi thuận theo văn chữ Việt, để người đọc được dễ hiểu mà thôi. Có chỗ chúng tôi thêm vào cho rõ nghĩa, mà cũng có đoạn chúng tôi phải tỉ bớt đi cho gọn, xin độc giả chớ chấp theo nguyên bản mà bình phẩm sự phiên dịch của chúng tôi mong chư độc giả cùng chúng tôi đồng hiểu duy thức tướng, đồng nhập duy thức tánh, ngõ hầu cải hoán tự tâm, cải hoán hoàn cảnh, chuyển bát thức thành tứ trí, để trở thành cảnh giới của bậc đại giác. Phật học đường Nam Việt Ngày kỷ niệm Phật A-di-đà 1955 Dịch giả Thích Thiện Hoa Lời Nguyên Tự Sau khi Phật diệt độ khoảng 900 năm, có ngài vô trước đại sĩ ra đời tại Trung Án Độ, tạo ra bộ nhiếp đại thừa luận vân, dùng nghĩa lý duy thức để xiển dương giáo Pháp Đại Thừa. Em của Ngài tên là Thế Thân, lại làm lời thích luận, giải thích lại các luận của Ngài, và sáng tác duy thức nhị thập tụng cùng duy thức tam thập tụng vân, từ đây duy thức học mới được đặc biệt lập riêng thành một tôn. Tiếp theo sau có 10 vị đại luận sư, trước sau tiếp tục giải thích bộ duy thức tam thập tụng của Ngài Thế Thân, để phá tà giáo, dựng lập chánh lý. Duy có bộ của Ngài Hộ Pháp giải thích, thì hoàn bị hơn cả từ đây về sau môn học duy thức rất hoàn thành. Đến đời đường, niên hiệu trinh quán năm thứ ba, có ngài huyền trang pháp sư lưu học tại Án Độ, thủ giáo với tổ huyền giám, rất tinh thông về môn duy thức học này. Sau khi trở về Trung Hoa, ngài huyền trang lượm lạc những tinh ba, yếu nghĩa, của 10 vị đại luận sư, thích giải bộ duy thức tam thập tụng, chung làm một bộ, lại dịch văn phạn ra văn hán, lấy danh đề là thành duy thức luận, 10 quyển đệ tử lớn của Ngài Huyền Trang là Ngài Khuy Cơ Pháp Sư lại làm bộ thành duy thức luận thuật ký, để giải rộng lại những nghĩa trong bộ thành duy thức của Ngài Huyền Trang. Đến sau có Ngài Huệ Chiểu và Trí Châu lần lượt nối nhau phát huy môn học này, này. Xong từ đây về sau, lại dần dần suy đồi chí thậm. Cho đến rốt đời nhà Nguyên, thì các sách vở duy thức bị tản lạc mất hết, nên về môn học này phải mất tịch bạc tâm. Đến khi đường biển từ Trung Hoa qua Nhật được lưu thông trở lại, thì người ta mới tìm thỉnh các loại sách về duy thức học ở Nhật Bản đem về, từ đó việc nghiên cứu duy thức trở lại nghiên cứu rất thịnh hành, cho đến muốn hơn cả đời lý đường. Nhưng hiểm vì văn nghĩa của duy thức rất khó, người sơ học không biết do đâu để hỏi hang bờ bến, kẻ thức giả thấy thế rất thương tâm. Ở sông Tương chúng ta, có ông đường đại viên cư sĩ, người đã nhiều năm dày công nghiên cứu về môn học này, nhưng cảm thương cái tình tệ ấy, nên mới viết ra quyển duy thức phương tiện đàm và giao cho cư sĩ Lâm để xuất bản lưu thông. Ông chứng tánh cư sĩ đem đưa cho tôi xem và cậy tôi viết bài tựa. Tôi đọc qua, rất mừng. Vì thấy lời lẽ rõ ràng, lối lập ngôn hay khéo, đáng làm một quyển sách quý vô người mới vào cửa duy thức. Nhân đây, tôi viết đôi lời để thưa với các bạn hữu chí. Thượng Hải, ngày 27 tháng 10 dân quốc năm thứ 13. Cư sĩ Tịch Quang lời tựa của ông Phạm Cổ Nông khi in lại quyển Duy Thức Phương Tiện Đàm. Có người khách đến hỏi tôi, trong Phật học của ông thường nêu hai câu quan trọng là bà cõi duy tâm, muôn pháp duy thức. Riêng tôi hiểu hai câu này, so theo nhà khoa học thì nói là cái tác dụng của tâm lý. Chẳng biết có đúng như vậy không? Tôi trả lời, đúng như thế. Nhà khoa học nói, cái tác dụng của tâm lý. Tức là bên Phật học nói, duy tâm hay duy thức vậy. Người khách hỏi tiếp, nếu như vậy, thì tôi rất nghi. Bên khoa học nói, cái tác dụng của tâm lý là hoàn toàn chỉ những việc hư huyễn không thật, như người thấy bóng vành chén mà tưởng lầm con rắn, hai. Còn ông nói, ba cõi duy tâm. Muôn pháp duy thức. Như vậy các sự vật hiện thật trong thế gian này cũng đều là cái tác dụng của tâm lý tạo ra, không thật cả sao. Nếu tâm thức quả thật có cái tác dụng biến hóa như thế, thì tôi này muốn dùng sức của tâm thức Tưởng cái chén hiện tiền ở trước mắt đây biến thành quyển sách, tại sao không được ư? Tôi đáp, ông muốn dùng cái sức của tâm thức nào khiến cho cái chén biến thành quyển sách? Ông nên biết, cái chén ở trước mặt ông cũng là do tâm thức tạo thành vậy. Nhưng tâm thức tạo thành cái chén này đâu phải một, mà cả tám thức. Như, một nhờ có nhãn thức, cái biết của con mắt mới tạo được hình sắc của cái chén. Hai, nhờ có nhĩ thức, cái biết của lỗ tai mới tạo được cái tiếng của chén. 3. Phải có tỷ thức, cái biết của mũi mới tạo được cái mùi của chén. 4. Phải có thiệt thức, cái biết của lưỡi mới tạo cái vị của chén. 5. Phải có thân thức, cái biết của thân mới có thể tạo cái xúc trần của chén là trơn, nhám, nặng, nhẹ vân vân. 6. Phải có ý thức mới tạo được pháp trần của chén là tốt xấu, ưa ghét vân vân. 7. Lại phải có ý thức thứ bảy mới phân biệt cái này thuộc của mình hay của người. 8. Lại phải có tàn thức thứ 8, mới tạo được bản chất của cái chén theo khoa học gọi là nguyên chất phải đủ bao nhiêu loại tâm thức này mới tạo ra được sự vật vả lại có những vật chỉ một mình ông tạo ra được có những vật phải do một số hữu tình chung lại mới tạo được chẳng những phải đủ bao nhiêu tâm thức này mà còn phải trải qua một thời gian lâu xa mới có thể tạo thành được những tâm thức tạo ra cái chén này chủng loại nó đã nhiều và cái dụng lực của nó cũng phải lâu xa như vậy thế mà hôm nay ông đem